À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Chấu Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của những anh Slaver, Nikolai Nyazepsov. Ở tập trước thì các bạn có thể thấy một trong những cái gọi là chính sách ngoại giao đu dây của mình thì mình có thể nói là tạm thời mình giữ được cân bằng và không để bị chiến tranh quá nhiều. Và về cơ bản ấy thì mình cũng làm được một cái việc, đó là giữ được hòa bình, không bị chiến tranh loạn lạc. Và tất nhiên là cũng có những trận là chúng nó sang nó đánh mình đấy, nhưng mà về căn bản thì mình vẫn hòa bình, giữ được cái lãnh thổ đấy. Còn sâu xuống phía nam này thì vẫn đang chiến tranh và chiến tranh rất là loạn lạc, nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Bởi vì là đối với Slaver thì không cần phải mở mang lãnh thổ quá nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục thuyết phục Hung Nô đã. Tất nhiên là chúng ta không có tiền để mà cho nó nhiều như thế này thôi. Cứ như vậy, nó cứ ăn tiền của mình đấy. Cái vẫn tiếp tục cái chính sách ngoại giao đu dây đấy. Để cho thằng Hung Nô nó đi, nó phá. Nếu có thể, nó phá lốt được chỗ này đấy. Mình cũng đang muốn kiểm soát phương Bắc, nhưng mà điều kiện kinh tế chưa có. Đợi lần sau có thêm tiền mình sẽ tính. Thôi qua lượt đã. Kinh tế của mình bây giờ cũng khá rồi. Mình xây thêm mấy cái công trình tăng cái kinh tế từ văn hóa lên thì nó cũng khá khá. Cái chính là mình đành phải bỏ cái đội cung thủ độc bắn kịch độc đi để giảm cái upkeep nuôi quân, đành phải thế thôi. Bởi vì bây giờ những đội quân đấy thì rất mạnh, cái đấy thì mình biết, nhưng mà để nuôi những cái đội quân đó thì mình quá tốn kém, mình không thể nuôi được. Các cái tộc du mục thì gần như nó cũng chết gần hết rồi, chỉ còn mỗi Hung Nô thôi, còn vài đơn vị nữa không đáng kể. Nói chung thì cũng không đáng kể lắm. Khỉ thì nó cũng chạy lên quanh trên đất của mình làm gì nhỉ? Nó sang bên kia thì nó không sang. Kỳ hạn làm việc đã hết. Vâng, và nhiệm vụ là chủ của chúng ta là sống sót qua giai đoạn đầu tiên thì mình đã hoàn thành rồi. Các bạn có thể thấy là mình đã làm được rất tốt cái việc sống sót rồi. Đây là bậc tướng à? Sao trung thành nó lại thấp thế này? Phục nó phát ra nào. Thu nhập của mình bây giờ cũng khá khá, nhưng mà vẫn cần phát triển thêm nhà cửa. Đây, mình nghĩ phải bổ sung quân cho đơn vị này. Một đội diều và hai đội này nữa. Để cho nó yên tâm cái khu vực này, không mình lo lắm. Thằng này thì nói chung là nó cũng không đánh nhau được đâu, không tiến xa đâu. Thằng này nó còn bận với cuộc chiến, quá nhiều cuộc chiến ở dưới này. Nó không rảnh đánh nhau được với mình. Nói chung là mấy thằng du mục đã chết gần hết rồi. Một điều đáng rất đáng lo là chúng ta đang giảm điểm ngoại giao đi. Giảm cái điểm rất mạnh đi. I welcome you, worthy speaker. I listen. Giảm rất mạnh cái điểm ngoại giao. Với thằng Van Dan này thì nó cũng không đánh được mình đâu, nó còn đang đau đầu với cuộc chiến của chúng nó. Tranh thủ lúc đấy thì mình sẽ phát triển lãnh thổ đã. Bây giờ thì
đợi nó lên được nâng cấp được cái lên cấp 7 mình sẽ xây công trình mới. Bây giờ thì vẫn cứ phải bơm tiền cho thằng Hồng Nô đó. Dù bất kể vấn đề gì thì chúng ta cũng phải bơm tiền cho Hồng Nô mỗi lượt. Chúng ta không có nhiều tiền nhưng mà cũng phải bơm ở một mức độ nào đó. Thống đốc à? Có thể là nói là bây giờ thì cái cuộc cái lãnh thổ của chúng ta có thể gọi là tạm tạm ổn. Nói chung là không phải lo nhiều đến vấn đề chiến tranh nữa. Không nô này. Đánh thằng nào thì đánh luôn đi, cứ chạy lần vẩn đất của mình. Nó đang đánh cái thằng Slaver ở phía bắc của mình, thằng bộ vàng vàng. Nhưng mà nó chả thấy nó kéo quân lên đấy nó đánh, nó cứ lẩn vẩn đất mình. Nếu nó đốt được thằng Slaver ở phía bắc đấy thì mình sẽ lên khôi phục cái vùng phía trên đấy. Tốt rồi. Hiện tại còn duy nhất thằng Hung Nô nó đang trèo trên đất của mình. Phe phái Starbit gì đó bị chết tiêu diệt à? Ủng hộ chính phủ khá đã, trừ 4% à? Cái này tăng tiếp thì nó tăng tiền đấy. Bẩn thỉu, không tăng bẩn thỉu đâu, không bị tăng thêm bẩn thỉu đâu. Cứ tăng lên cho anh. Phải có thêm tiền nữa thì mới nói chuyện này. Cái công nghệ này lên cái này đã. Để có chưa được, để lại một ít tiền để nói chuyện với Hung Nô. Well, why do you trouble my digestion today? Nó chiến tranh với cả hai thằng Slaver còn lại của mình rồi. Thế mới đau đầu. My time is better spent hunting than listening. So bây giờ mình phải tham chiến với một kẻ thù nào đó của nó thì mới ổn được. Thằng này khó khăn nhỉ. Khó khăn quá. Được, quân ở đây thủ như này thì ổn. Chắc không sợ thằng nào đánh. Ôi trời ơi. Mang sao thằng Hung Nô nó tiến lên phía bắc, nó đốt chết đốt cái thành còn lại của thằng màu vàng vàng cái đi. Cái thằng Slaver còn lại kìa. Mình sẽ kiểm soát nốt phía bắc. Thằng này lại cử quân lên để đánh nhau mình tiếp này. Nhưng mà liệu có ăn được không? Trận thua lần trước vẫn chưa cảm thấy nhục nhã à? Mà vẫn còn tiếp tục tiến quân lên. Lòng trung thành đang dao động. Thằng khỉ lên trung thành giảm ra. Ôi ôi,
xuất sắc sát thương duyên giáp. Thế quái nào mà nó lại tuyển được mấy cái thằng chỉ gió đấy nhỉ? Tuyển mấy con ngựa này nữa. Rẻ bèo. Có 179 đồng. Mỗi lượt. Hạng nặng này. Mấy thằng dìu đánh thuê này mình thấy nó còn chất hơn cả bọn dìu này của mình. Đúng rồi. Hai trăm mười hai thì cũng có gì là cao lắm đâu. Có mấy con ngựa vào phát mình sẽ phòng thủ tốt hơn. Cho đi quẩy mấy thằng bắn tên bắn đá nó được. Chết khỉ thật. Điểm ngoại giao. Speak. Do not waste time. Better spend hunting. Chết thật đấy. Chết rồi. Hung nô nó đang ghét mình ra mặt này. Sợ nhất anh hung nô bây giờ mà anh chiến tranh là cũng lại mệt đấy. Mặc dù mình bây giờ đang rất cùng nhiều với nó, rất nhiều kẻ thù, nhưng mà mặt nó tối sâm tối xì này. Tôi là hung nô nó chạy đi đâu đấy. Cố gắng giữ hòa bình ở khu vực phía dưới này. Thằng này lại chạy lên đất của mình. Nó còn cướp bóc chứ. Ờ, nó không đánh. Chơi cái trò vây thành này thì mình cũng mệt đấy nhỉ. Mà thấy thằng hung nô đi đâu quái đâu rồi mà cứ để nó vào nó đánh mình kinh thế nhỉ. Địch đầu tư quân sự à. Tộc sinh con, cộng 3 làm trung thành. À, mày vây vào mùa đông thì mày lại chết rét thôi con ạ. Không sợ lắm. Ready for orders. Ready for battle. Ngon thì vào ăn đi. Are you brave or? Chiến tranh với thằng Slaver mà không dám đánh nó. I welcome you, worthy speaker. Thằng Slaver này chiến tranh với hung nô này. Cứ cho nó vây đấy. Có khi mình hòa bình với cái thằng này cũng được chứ nhỉ. Dù sao thì nó với mình cũng đâu có cái gì hiềm khích lắm đâu. Chỉ qua mình chiến tranh với nó là để lấy điểm hung nô thôi mà. Nó vây mình thì mình chưa mất quân, nhưng mà nó thì bị tuyết rơi, nó mất quân trước.
Rồi xong, hung nô đã đốt. Lại thêm một làng mạc nữa bị cháy rồi. Lại thêm một vùng đã biến thành tro bụi. Welcome. Speak. Thirsty for battle. For the tribe. Tấn công trên đồng bằng thì mình không ăn được nó. Ready for orders. Warriors all. Vây thành của mình. Warriors all. Thêm một chiến binh nữa về xuất trận rồi. Ready for orders. Starting out. Fight with us. It's a good life. Warriors all. Come. Không chuyển được gì luôn. Ready for battle. For the tribe. Liệu có nặng upkeep quá không nhỉ? 158. Hy vọng là sống được. Ready for battle. Ready for orders. Hy vọng là mình đủ khả năng nuôi quân. Ra giải vây cho cái thành chính kia. Anh chàng Slaver này sang đây làm gì đây? Cửa quân lên phía trên này. Vandan đã bị hủy diệt. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Không nuôi được. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Get moving, you wretches. Ready for orders. Nó định tấn công vào đây à? Vào đi. Vẫn có đủ các Slaver cần thiết. Không phải sợ. Có điều mình nghèo quá nhỉ. Giờ biết làm sao đây. Rất nhiều các cái tộc Slaver ở đây. Có lẽ đã đến lúc mình cần phải chiến tranh chống lại mấy cái thằng du mục rồi.
phòng thủ trong trận này mình sẽ mua một ít xe bắn đá nữa. À, không ăn được nhả. Không đủ tiền nuôi cái đám quân này. Thử đàm phán hòa bình nó xem nhỉ. Come, come, let me hear your talk. I warn you, I have no stomach for the meek or nice. Một nghìn 500 nó vẫn chịu 1.800. Một nghìn 500 rồi. Có vẻ ổn hơn rồi đấy. Thằng này thì nó chiến tranh với cả Hung Nô. Bây giờ nhiệm vụ của mình là lên phương Bắc, khôi phục mấy cái thành trì phương Bắc. Thảo nô nó đốt hết đất. Hung Nô nó ở đâu rồi nhỉ? Rất xa rồi. Nó đồng minh với thằng này. The guards will have me listen to you. Trời đất ơi. Hung Nô bây giờ nó cũng đang chiến tranh với rất nhiều thằng thì khả năng cao nó cũng không có sức để mà đánh nhau với mình. Bây giờ không phải là lúc mà mình sợ Hung Nô nữa, bởi vì ngoài Hung Nô ra bây giờ cũng không còn nhiều các cái tộc hay nào khác cả. Nào mình cũng không cần phải lo về chiến tranh nhiều thế. Phát triển nhà cửa và mình nghĩ là mình cần phải cần một cái giai đoạn hòa bình nhất định nào đó. Mình nghĩ là mình cần khôi phục thêm một cái vùng nữa. Hiện tại thì bây giờ rất nhiều thằng chiến tranh với Hung Nô. Tộc Sikon. Cả hải quân à. Ready for orders. Starting out. Warriors all! Thirsty for battle! 4,000. Warriors all! Đợi kinh tế khá lên một chút xíu, mình sẽ xuống đây.
đây. Khôi phục lại mấy cái vùng này ạ. For the tribe. Vùng này nữa. Mình nghĩ là mình cần khôi phục mấy cái vùng này lên. Khu bên dưới này thì ổn rồi. Một vấn đề nữa là chúng ta phải tuyển thêm thầy tu. Thống đốc nữa, có thể bổ nhiệm. Tăng thuế suất này. Một thống đốc nữa. Ante này chơi rất là nhạt, chơi là buồn buồn. What an honor you do us. Come speak so that the spirits can hear your words. Điểm ngoại giao đang tăng. Nó chiến tranh với thằng Tây La Mã. Mình chơi bị được với nó thì mình sẽ có sắt à? Còn gỗ nữa. Đi mở ma lãnh khổ á. Hòa bình được đến đâu hay đến đó. What the hell? Không nô, quân nó ở đâu mà chui vào đây đông thế này? Mấy anh dạo này quyết chiến với hung nô đấy. Xem tình hình. Nói chung để mà mình ra mặt chiến tranh với hung nô bây giờ thì cũng không phải là giải pháp hay. Ready for orders. Nhưng mà mình cứ hòa bình ở đây thì cũng được. Chấp nhận biến để chúng nó biến nhà của mình thành chiến trường như nó vậy. Hành động truyền bá tôn giáo. Chỉ số khá tốt nhỉ. Thả nhiên. Khỏe mạnh. Được hai thầy tu khá tốt. Kinh tế của mình cũng bắt đầu khá hơn rồi đấy. Ai già. We have need of talk, I'm sure. Cũng chưa chịu chơi với mình. Macedonia. Mặc dù điểm ngoại giao đang cải thiện.
Hung nô thì bây giờ nó chiến tranh với quá nhiều thằng. Mình đang bị hết lương thực à? À, nó cướp bóc. Quá nhiều quân đoàn của các phe phái nó đang đứng trên đất của mình. The gods speak through thunder and storm. Đồng minh phòng thủ á? Liên minh phòng thủ thì mình nghĩ là không cần đâu. Mình sợ lắm, Hung Nô nó có thể tấn công mình đấy. Rồi. Nhà của mình đang biến thành chiến trường của chúng nó rồi. Các phe phái khác còn đang bận đánh nhau. Bốn quân đoàn của Hung Nô. Khả năng nó sẽ tiêu diệt cái thằng bên dưới mất. Chả biết nó có tiêu diệt cái nhà bên thành bên dưới không, nhưng mà cái thành của mình này bây giờ bị đốt, bị nó cướp bóc tan hoa tàn tạ luôn rồi. Nạn đói xảy ra do bị cướp bóc. À giời ơi, miễn thuế cho vùng này, thu nhập bằng không thì cần gì thuế. Khỉ thật. Miễn thuế cho vùng này. Đế quốc La Mã đây à? Well met, friend. Satan let. Sau này nó chiếm được 5 thành nữa kìa. I'm sure. But we all. Nó chiếm được 5 thành rồi mà nó đồng ý giao thương với mình là mình kiếm được khá nhiều tiền đấy. Tình qua bọn Hung Nô này nó cướp hết đất này, màu tiền bạc của mình. Sắp nổi loạn đến nơi. Well met, what do you wish of me? I know what is best for our people. My skills are yours. Hành động truyền bá tôn giáo. Hy vọng mấy thằng Hung Nô này nó đi chỗ khác cho mình nhờ cái. Stopping to seek the maiden. Sasanit. Ôi nó không về, nó còn kéo lên đất nhà mình làm gì đấy. À đánh nhau. À tốt. Tốt rồi. Hay quá, Hung Nô nó kéo bớt quân đi rồi. Nhưng mà chưa đến thời kỳ Attila dẹo thì chưa xong được đâu.
Ái chà, tốt phết nhỉ. Mấy thằng này phản công Hung Nô khá đấy. Nhưng mà Hung Nô thì nó không bị tiêu diệt đâu. Bị thương á. Kỳ hạn làm việc đã hết. Ôi ôi, bị nó cướp bóc cho hết sạch cả lương thực, sợ thật. Thu nhập của mình cũng khá dần lên rồi. Thanh niên này cũng đi bụi đời rồi à? Hung Nô nó đốt sạch cả hai vùng này rồi à? Nó đốt sạch rồi. Sao nó sẽ tiến sang đây nó đốt bên này nữa? Khỉ thật. Mình cần gỗ mới có thể lên được. Cái thằng này thì mãi nó không chịu chơi với mình. You honor us. Sáu mươi lăm tuổi cũng được. Thằng này sao trung thành thấp thế nhỉ? Ta trị an cái vùng này lên ạ. Mình mở mang được lãnh thổ cho thêm một chút xíu rồi. Mấy thằng Hung Nô nó còn bận với cái cuộc chiến của chúng nó. Đùa, chiến dịch nào mình cũng phải tìm cách sinh sống hòa bình với Hung Nô là thế quá là nhỉ. Rồi ô, chứ nó kéo hết sang đất nhà mình nó ở đây. Bọn này bữa thật. Kéo hết sang đất mình lại để ở. Thank you.
Đã thế này còn cướp bóc nữa chứ. Quyền lực của mình lên tới mức này cơ, cao thế nhỉ? Giảm tăng trưởng, giảm trị an. Quyền lực của mình cao quá. Chơi đi mà. Be welcome. Cho tí tiền mãi rồi. Thế mà nó còn chưa chịu. Ai chả hung lô nó chiến tranh với nhiều thằng ghê nhỉ. Trời ơi, tha cho cái vùng đất của tao đi mà. Mày đốt phá hết nhà cửa của anh rồi. Sống hòa bình với mấy tộc à. Lần sau bọn này nó phản công. Trời đất ơi, nhà của mình biến thành chiến trường cho chúng nó đánh nhau thế này. Cứ tăng khỉ đấy sao tự dưng lại chiến tranh mình nhỉ? Women, enslave your children and desecrate your ancestors' graves. Ờ, đánh đi, đánh đi. Tăng khỉ đấy. Nó đang chiến tranh với Hung Nô mà nó lại dám đánh nhau với mình. Địch đầu tư quân sự. Đúng không nhỉ? My time is better spent feast. Dừng chiến tranh của mình. Chả vì một cái lý do gì. What do you wish of me? Tăng ảnh hưởng của tôn giáo này, tăng trị an này. How may I be of assistance? Mười tám trị an, lâng cái thành lên đã, miễn thuế phát là tiền thoải mái luôn. Dừng chiến tranh với mình, thằng này điên. Greetings, friend. We will sit, friend, and let us. Để xem Hung Nô nó sẽ làm gì tiếp nhỉ. Mình sẽ khôi phục cái tỉnh nó lên này. Nối cái đường đi ra biển Địa Trung Hải này. Cần thêm các cái tài nguyên thiên nhiên khoáng sản. Cứ để cho chúng nó đánh nhau. Đối với Slaver thì khi đi đốt phá thì nó không bị mất. À, khi đi khôi phục thành nó không bị mất tiền nhiều lắm. Hay quá. Rồi đấy, Hung Nô nó sắp cử các quân đoàn đi đánh bọn này rồi.
mở một con đường đi ra biển. Cái thằng dợ đấy nó cũng làm gì có quân nữa đâu nhỉ? Một phe phái nữa bị tùy diệt à? Hay dạ. Ready for orders. Thirsty for battle. Thu nhập bằng không thì đương nhiên là miễn thuế cho nó luôn. Mình có thể giao thương qua cảng biển rồi. Welcome. We will talk and then... Một. Tốt quá. You have my attention. Now, do not try to charm. Mình có thể giao thương qua một cảng biển. Vùng nó kéo quân hết xuống dưới kia rồi, vùng này màu mỡ 10 cơ mà. Vùng này màu mỡ 5. Vùng dưới này rất là giàu có ấy. Cố mà sống thôi. Con này thằng La Mã. Úi dồi ôi, hung nô nó kéo con đoàn này lên để nó đập mấy thằng trên này rồi. Bảy. Lại thêm một thống đốc nữa. Lý suất này. Lại thêm một vùng đất nữa được khôi phục. Ai chả, mấy anh Slaver đông ghê nhỉ. Bây giờ mình còn thiếu lương thực được không nhỉ? Không chứ đúng không? Cái vùng nào không thiếu lương thực thì phải thu tí tiền chứ. Mà kiếm chứ. Mấy thằng Slaver nó cũng đưa quân đi đánh nhau khắp nơi rồi. Bây giờ các bộ tộc du mục chỉ còn mỗi mình Hung Nô thôi. Nhiệm vụ của mấy anh Slaver này không cần phải đánh nhau. Chỉ là tồn tại và xây dựng thôi. Bần cùng chúng ta mới phải dùng đến cái đội cung thủ, cung độc của chúng ta. Một phe phái đã bị hủy diệt. Quý tộc sinh con. Rất đau đầu là bây giờ mấy thằng này đang cải tiến. Do not wander in like a desert beggar. Thằng này tại sao nó không chịu chơi mình nhỉ? Now speak plainly. Mình cùng chung kẻ thù nó mà. Ready for orders. Let the tower before us. Rose.
Ơ, mình đi đường biển nó tới rồi đấy. Vùng này đang được miễn thuế. Đập 600 thuế, tội gì mà ông thu. Mình đang nghèo. The goddess blesses you. How can I help? Well met. What do you wish of me? Tăng trị an cái vùng này lên đã. Chờ lượt sau nữa, xây ở đây một công trình nữa. Hay rồi. Thống đốc này, tò mò, cơ hội có con hoang. Tò mò à? Cơ hội có con hoang. Hay quá. Đến một cái lúc nào đó thì mình cũng phải phát triển quân đội. Nhưng hiện tại thì không phải lúc này. Cái vùng phương Bắc chưa ổn được, mình định tiến lên phương Bắc nhưng phương Bắc có vẻ không ổn thế nào. Tiến xuống phía Nam này, cái vùng đất này khá rất màu mỡ. Chiếm được cái vùng màu mỡ này thì mình cũng có thể nói là sống cũng khá khá. Thành cấp 1 nó không tốn lương thực. Chỉ bắt đầu lên thành cấp 2 bắt đầu mình mới bị tốn lương thực. Phe phái Abagasia bị hủy diệt. Điểm lành, cộng trị an, tốt. Xây cái công trình này trước tiên đã để tăng cái tăng trưởng lên và cũng nó tăng cả trị an mặc dù nó không tăng tiền. Khôi phục cái tra vùng này lên đã. Rồi hết số tiền để xây dựng rồi, 1,200. Chúng ta có một cái lãnh thổ khá khá rồi đấy. Thằng này chiến tranh với La Mã này. Thằng này bơi ra tận đây kìa. Welcome, I suppose. No. You are welcome. Oh. Kỳ cục nhỉ? Ready for orders. Kinh tế mình lên áp phết em. Hoàn toàn chưa có tiền. Hoàn toàn chưa có tiền. Xem bọn chúng nó đi đánh nhau đến đâu.
cái vùng ngay bên cạnh này của mình, nếu mình không nhầm thì ngay cái vùng bên cạnh này của mình cũng là một cái vùng có một cái mỏ vàng này. Thôi tạm thời mình cứ ở đến đây đã, sau đó có thể mình sang cái vùng khu vực đất của, vượt qua eo biển Cape để tiến sang cũng được. Tòa hung nô thì nó đốt phá rất nhiều. Tuy vậy thì chúng ta vẫn giữ được một cái khoảng cách an toàn với hung nô cho đến thời điểm này. Các bạn có thể thấy là cái vấn đề ngoại giao thì về căn bản chúng ta cũng giữ được khá tốt, nhưng mà hầu như cũng không có nhiều biến động. Rồi mình muốn kiểm tra xem nào, thằng này tăng bẩn thỉu và tốn lương thực. Để cái này thì nó không tốn gì cả, tốn tí lương thực à. Ôi ôi, sao nó tiến lên đây nó đánh thằng này à? Đánh được hay không? Chưa biết. Chiến tranh. Cái vùng bên này khá giàu có này. Ơ, Pontus này. Chơi cái chiến dịch mà gần như các bạn phải làm ngoại giao toàn bộ cái này thì mệt phết đấy các bạn. Hầu như chúng ta cứ phải làm ngoại giao cái này mệt thật. Thống đốc à? Mấy thằng hung nô đi chẳng quái nào hết rồi nhỉ? Thấy có một con đoàn lấp ló phía bên phía bắc của mình, còn lại nó đi đâu hết rồi không rõ. Mình phát triển được ba cái khu này lên là mình cũng ấm rồi. Phát triển được ba khu này lên để ấm. Nó đang làm gì thế nhỉ? Một ngàn tám. Mình muốn xem thằng này nó. À, tuyết trên này có một cái thành nữa này. Thế còn cái vùng này. Ồ, còn có những cái vùng
rất xa xôi. Phục kích Slavic, Slavic, chiến binh Slavic. Tăng nghiên cứu khoa học. Tuyển quán quân à? Tốn khá nhiều lương thực đấy. Mọi thứ chỉ mới đang bắt đầu. Nhà của mình đang trở thành chiến trường cho các phe phái. Những việc nó không xâm lược lẫn nhau. Chưa phải lúc này, bây giờ tớ chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Hung Nô. Tớ cần có một cái vùng lãnh thổ ổn định và sau đó là phát triển quân đội đó. Mình rất thích cái vùng Constantinople, cái vùng đất của Hy Lạp. Bây giờ nếu mình kiểm soát được toàn bộ cái bán đảo Hy Lạp thì rất tuyệt. Trời ơi, chúng nó cứ đứng trên đất của mình, nó cướp bóc thế này thì mình sống làm sao được. À, đội dìu này được nâng cấp lên mạnh ghê nhỉ. Cấp một lính dìu này. Hội thợ mộc. Vùng này vẫn ổn mà nhỉ? Chị An vẫn đang tăng. Hung Nô nó sang tận đây rồi cả. Hmm.
Greetings to you. I trust you come with honorable. Không chịu giao thương với mình mới đau đầu. Cái vùng này không thể xây ruộng được này. Vùng này nó có một cái công trình nó tăng, nó để sản xuất cái thuốc nhuộm này. Dần dần mình cũng phải bỏ ruộng đi, thế dở nhỉ. Mà bắt buộc phải có công trình này, nếu không thì mình sẽ không đủ cái vệ sinh dịch tễ được. Hòa bình khá lâu. Cố gắng. Rồi ôi, mấy thằng này nó cứ cướp bóc đất của mình. I'm not here to burden you with demands. My offer is what we consider worthy of your people. Con gái của nó hơi xấu. Chúng ta không muốn lấy đứa con gái như vậy. Mình thử xem mấy cái thằng du mục kia có con gái con queo gì không nhỉ? Mấy cái thằng dợ kìa kìa. Chiến tranh hung nô thì chạy sang chỗ hung nô mà đánh nhau. Thôi xong, hung nô nó vừa đốt. Rồi, mình có cơ hội thống nhất được toàn bộ cái vùng này rồi đấy. Khi hung nô nó vừa đốt xong rồi. Khổ thân mấy anh Slaver. Khỉ thật mấy cái thằng này. Không biết nó ý gì mà nó cứ đứng trên đất của mình để cướp bóc. Tộc sinh con. Greetings friend. We have need of talk. Tận vùng đất. We also need good food, a warm fire. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and... Ha! Well, why do you trouble my... The god... Lại đang suy yếu rồi. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be la... Này, con tốt. Greetings. Now speak plainly. Cả hai cái vùng này đều là hai cái cả. Để mở hết. Nó vừa đốt được cái vùng này lên khai thác rượu đó. Tranh thủ ngay.
Bây giờ nó lại chuẩn bị lên nó đốt tiếp cái thành bên trên. Khổ quá, anh không đâu, anh đi, anh tàn phá thế giới. Lương thực âm. Phạt chị An. Không đáng sợ lắm. Lương thực toàn lãnh thổ mình vẫn dương này được. Trừ 5 chị An à. Không sợ. Khôi phục lốt cái vùng bên trên kia này. Hung nô nó vừa đốt xong. Ây da. Được đấy. Our ancestors have spoken and they have named. Từ từ. Để xem là hung nô nó làm được gì đã. Nếu hung nô nó chết thì bắt đầu mới ký. Nhưng mà khó lắm. Nếu mình kiểm soát được ba cái vùng này thì căn bản thì mình nghĩ là mình sẽ phát triển kinh tế lên một chút xíu, sau đó mình sẽ bắt đầu có quân đội. Nhưng mà mình chưa biết được quân đội thì làm gì. Hung nô quân đội của nó đang phân tán. Thời hạn làm việc đã hết. Mở khóa cảng biển ra vậy. Cứ để chúng nó đánh nhau á. Việc của mình bây giờ đã ổn định. Không phải là đánh nhau. Tám trăm. Liệu có xây được công trình gì không nhỉ? Chắc là không rồi. Khá nhanh để có một cái lãnh thổ. Thống đốc. Tăng dự trữ lương thực. Giảm tham nhũng. Sao nó không kéo xuống dưới nó đánh nhau với thằng La Mã nhỉ? Không kéo xuống dưới kia mà đánh nhau với thằng Đông La Mã đấy. Trên đất của mình làm cái gì không biết đấy. Thằng Slaver kia mà đi chậm thì thằng Hung Nô nó kéo đến nơi nó đốt hết đất. Rất nhiều anh em cũng không thể hiểu được, rất chắc là cũng không thể hiểu được làm sao mà mình có thể hòa bình được với tất cả các tộc du mục cho đến thời điểm này mà không hề bị một cuộc chiến tranh nào, đúng không? Phần lớn những người chơi khác đều gặp vấn đề bị các cái tộc du mục và chiến tranh trong một vài lượt. Thế nên mình nói với các bạn rồi, chơi cái chiến dịch này chúng ta không cần phải kiểm soát, không phải chiến tranh với ai cả. Nhiệm vụ chúng ta chỉ là xây một cái đền thờ thôi. Chính xác là chỉ xây đền thờ là xong. Mình cần gỗ đó thôi, sắt và gỗ là đủ hai tài nguyên để xây hai cái đền thờ đó. Chiến dịch này thì đúng là chính dịch dành cho các nhà quản trị gia, chứ không dành cho các chiến binh. À, trời chú, ra lệnh.
Thanh niên này trung thành giảm thế nhỉ? Đấy, tiền của mình đã kiếm được rất nhiều. Khôi phục cái vùng này lên. Thirsty for battle. Cả cá có ít lương thực lên. Nó tăng bẩn thỉu à? Vậy thì không ổn lắm. Mấy thằng hung nô chỗ này đâu nhỉ? Còn nữa chứ? 200. Chưa thể làm được gì. Ba nghìn. Mình đã có hơn 3.000 mỗi lượt rồi. Nâng cấp mấy thằng dìu lên đây nữa. Chém chất phết đấy. Tốt rồi. Người anh em Slaver này của chúng ta đã... Mình đang cần rất nhiều lương thực để tránh tình trạng bị âm lương thực này. Thôi xong, thằng hung nô nó lại đốt được thêm một thành nữa. Cái thằng Slaver còn lại kia bây giờ chỉ còn duy nhất có một thành to thôi. Nếu mà cháy lốt cái thành đấy nữa thì là xong đời luôn rồi. Hai thằng Slaver mỗi thằng chỉ còn một thành nữa. Thằng khỉ lại mò lên đất của mình bọn này. Vừa phải đảm bảo trung thành, vừa phải đảm bảo hòa bình với mấy thằng dợ đấy, vừa phải đảm bảo với mấy thằng với hung nô. Khó vãi trưởng. Ba nghìn tư. Rồi. Rồi. Hai thanh niên này còn hai tỉnh duy nhất. A flapping tongue that speaks without wisdom is. Ác cảm với tôn giáo. Siêu cường. Căng nhỉ, mình đang bị suy yếu. Hung nô đang là một con cờ trong ván bài chính trị của mình. Với có nhiệm vụ là tấn công cận chiến cũng khá đấy. Dìu binh Slavic. Dìu binh Perun thay thế cho dìu binh Slavic. Quán quân Perun thay thế cho quán quân Slavic.
Warriors all! Xuất sắc sức mạnh chiến đấu, xuất sắc sát thương thiên giáp, trung bình trận sát thương, sát thương tầm xa và máu thì khá là trâu. Được. Thirsty for battle. Giáo binh Slavic. Giáo binh quý tộc Slavic thay thế cho giáo binh Slavic. Từ đó chúng ta phải nâng những cái này trước. Kinh tế của mình đang khởi sắc dần rồi. Cái chiến dịch này nó gần giống như các bạn chơi City Skyline ấy. Một cái trò chơi về quản lý đô thị ấy. Có nghĩa là gần như các bạn chẳng phải lo cái gì nhiều ngoài cái việc nếu như một người nào chơi đấy. Chủ yếu là các bạn quản lý thành trì, quản lý về an ninh trật tự, các vấn đề thôi. Nhưng mà để làm được ngoại giao trong cái chiến dịch như thế này nó không dễ chứ nào cả. Nếu dễ thì đã nhiều người chơi được rồi. Mình có thể sống và tồn tại được đến giờ phút này thì nó là một cái vấn đề không đơn giản. Nô thì nó còn đang bận chiến tranh với quá nhiều phe phái. Nó chưa sẵn sàng cho cuộc chiến với mình như này. Mình cũng vẫn còn tồn tại được đến giờ này. Mỗi lượt chúng ta lại có thêm một chút xíu tiền. Hai chị ăn hai phần thiệt. Nốt cái này sau đó sẽ về nghiên cứu vào đây ạ. Mình đang cần rất nhiều tiền để nâng cấp nhà cửa. Phạt một chị An. Ngo bị thằng Nô nó cướp bóc rồi. Chơi độ khó huyền thoại mà nó cũng có gì là khó lắm đâu nhỉ. Mình thì mình cũng chưa chơi cái chiến sự, cái phe này bao giờ cả. Mình cũng chỉ test thử một tí xem nó có những cái đặc điểm quân gì với cái khoảng tầm 10-15 phút gì đó. Sau đó thì mình đã làm chiến dịch đấy luôn. Thế mà mình chơi ở độ khó huyền thoại thì mình thấy nó cũng chẳng có gì lắm. Nói chung thì chiến dịch nào thì nó cũng có cái điểm na na giống nhau. Mình thấy là như vậy. Đều là vác quân đi vào đánh nhau. Nhưng chiến dịch này thì vác quân đi và ổn định lãnh thổ. Còn một vấn đề của mình nữa là bây giờ mình lấy đâu ra gỗ nhỉ? Ba ngàn bảy mỗi lượt. Ây dạ, thành này vùng này thu nhập cao ghê nhỉ. Một này phải đập được mấy công trình đấy đi để xây tiếp này. Thằng này phá nhà mình kinh quá. Muối à?
muối là nó tăng lương thực. Có thể ăn unlock tiếp một công trình nữa ở lượt sau rồi. Kinh tế mình cứ gia tăng này là ổn. Mỏ muối này, sắt này, gỗ thì lấy ở đâu nhỉ? Quanh quanh khu này có gỗ này. Nếu mình không nhầm thằng này nó có gỗ. Thằng này nó chưa có gỗ. Chiếm được 7 tỷ. Chưa kiểm tra được cái độ màu mỡ của cái khu vực này nhỉ. Chắc chắn là vùng này thì màu mỡ là mắc rồi. Nhưng mà không ai tiến được xuống đất chỗ này đâu. Chị An cộng 5. Kiên quyết nhiệt huyết mối thù gia tộc. Về đây đi em ơi. Mỏ vàng nữa này. Mình phải xem là độ màu mỡ của các vùng đất ở đâu nó cao nào. Cái vùng này nó được màu mỡ 10 là khả năng là do được cái vùng này nó hỗ trợ. Màu mỡ là 4. 5 6. Ủa bị giảm ác thế. Mình nhớ là này như có cái công trình gì đó ở cái vùng, các cái vùng này để nó tăng độ màu mỡ cơ mà nhỉ. My skills are yours. Ngon rồi. Chẳng phải đi chiếm đất gì cả mà vẫn có một cái vùng lãnh thổ. Thống đốc giảm tham nhũng. 69 tuổi rồi. Hay nhỉ? Cái sống qua ngoài đoạn tháng này thì hay nhỉ? Nếu như thằng Hunno nó đốt cái thành của thằng Slaver trên kia thì mình sẽ cố gắng kiểm soát cái vùng đấy. Ở cái vùng trên đấy nó có 3 làng. Ở cái góc map đấy thì gần như không có thằng nào nó lên đấy cả. Nếu như mình kiểm soát được vùng bên đấy thì nó sẽ rất là ổn. Nobatia phe phái nữa bị hủy diệt. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào đây. Tăng cái mức độ tăng trưởng lên.
4000 một lượt. Nâng cấp được ruộng rồi này. Nâng cấp tăng trưởng cho cái vùng thủ phủ này trước ạ. Phá cái ruộng này đi, mình cần xây công trình khác. Cũng khó cho để lại đấy. Khó thật. Phá cũng không được nào. Phá cũng không xong. 4000 một lượt. Chúng ta đang là một nhà kinh tế rất tuyệt vời. Hung nô còn quá bận cho các cuộc chiến của nó. Cái vùng lãnh thổ giáp mình bị đốt sạch rồi. Quân Ly Khai Japanic. Có tiền là có thể xây thêm công trình ở đây đấy. Hay quá nhỉ. Mấy anh dợ, mấy anh Slavic này đuổi Hung Nô te tua thế cả. Liệu có thể diệt được Hung Nô không? Nếu diệt được Hung Nô thì mình sẽ đồng minh với chúng nó luôn. Thật thú vị cho mấy anh Slavic này. Nếu như anh em nào bảo cái chiến dịch này xem nó thật là nhạt nhẽo và buồn tủi thì các bạn đang chơi, các bạn đang vẫn còn ở những thành phần chơi ở mức độ cấp thấp rất nhiều ấy. Còn nếu các bạn ở một mức độ cao hơn rồi thì chắc chắn các bạn sẽ thấy chiến dịch này nó không hề nhạt nhẽo và buồn tủi thế nào cả. Thậm chí nếu không muốn nói là nó rất thú vị luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ xây các công trình cộng đồng. Bởi vì nó đòi hỏi mình chơi ở một cái mức độ cao hơn rất nhiều so với những gì khả năng của các bạn. Các bạn sẽ phải tính toán đến từng nước đi một. Từng nước đi một. Chắc chắn là như vậy. Có lẽ nào Hung Nô sẽ bị tiêu diệt. Hung Nô chạy ở đây rồi mà. Chả có nhẽ. Mình không tin là Hung Nô có thể bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Một bộ tộc du mục cuối cùng mà bị tiêu diệt thì nghe nó hơi phi lý. Ấy.
Đúng rồi, đi biển. Trước mắt thì mình sẽ phát triển ba cái vùng này đã. Ba vùng. Cố gắng phát triển ba cái vùng này. Macedonia đã bị hủy diệt. Một thanh niên muốn lấy vợ. Cho nó lấy. Có con vợ khá ngon, nó lấy. Cán cân sức mạnh của chúng ta đang ở cái mức này. Mười chín tuổi à? Đoàn kết. À, thích rượu này. Uầy, thanh niên này mà cho cầm quân là hoạt bát này, nhiệt huyết này, khát vọng sĩ khí khi tấn công, liên kết. Thanh niên này cho cầm quân đi đánh nhau là tốt này. Được, 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 được. Tìm thấy được một nhân vật khá là xuất chúng rồi. Lên đã. 4.000 thu nhập từ hai cái công trình này khối tiền luôn. Cộng 15% từ tất cả các công trình ở tất cả các vùng trong tỉnh, trong các tỉnh liền kề nữa. Đấy. Nó cộng thu nhập từ tất cả các vùng như vậy. 5.300. Chúng ta là một nhà kinh tế học. Cấp cái này cần có kim cương. Nếu mình không nhầm thì cái vùng bên trên này có kim cương. Đây. Còn rất nhiều các cái vùng đất hoang hóa ở phía bên này. Chưa ai đặt chân đi. Có vẻ khởi sắc rồi. Không thấy thằng Hùng Nô đâu nhỉ. Lankoba, Suebian, Tante, Ascum, Gamanatia, Himia. Mình cũng không duy trì cái vấn đề hòa bình này lâu đâu. Bởi vì sớm hay muộn mình sẽ phải có quân để đánh nhanh nhau. Tất nhiên mình cũng không ngu đòn gì mà đánh nhau với Hung Nô đâu. Mình có một cái sự lựa chọn khác hay hơn. Lại có một cái vùng bị đốt cháy à? Lửa nó sẽ lan ở đây rồi. $5,400. Đang rất giàu có.
sinh. Tăng thoải mái luôn. Chúng ta cần cái công trình tăng tốc độ tăng trưởng đấy. Vùng này thì mình không chắc lắm đâu, nhưng mình nghĩ là mình không cần cái ruộng ở chỗ này. Mình cần cái công trình tăng trưởng ở vùng này đã. Tám lượt nữa mới xây dựng được. Tuyệt vời, kinh tế khởi sắc. Một lượt rồi. Xây cái này mất 5 lượt. Xây cái công trình tăng vệ sinh dịch tễ ở đây. Được. Thirsty for battle. Uno lại sang đây rồi. Chẳng biết thằng Hùng Nô nó còn đánh nhau ở đâu. Khỉ gió mấy cái thằng này nhỉ, nó cứ đứng trên đất của mình nó cướp bóc. Anh giả lại đưa quân xuống đánh nhau Hùng Nô tiếp. Kinh. Rất là có chí khí ấy. Cần phải tuyển mấy anh champion và mấy anh spy nữa. Mình mà có cái ba cái vùng đất này của mình mà phát triển được cái mức độ ổn định, thu nhập khá thì là mình có thể yên tâm, không phải lo gì nhiều. Kỵ binh của mấy thằng Slavic này yếu lắm, có thể nếu mà mình bắt chư hầu một mấy cái phe kia thì nếu mà bắt được tuyển mấy thằng kỵ binh của phe khác còn nó khi ngon hơn. Xây cái này. Lương thực của chúng ta ổn mà. Xây cái này. Tiền lên ầm ầm. 5.900 rồi. Đập cái này tiếp. Xây cái công trình giúp tăng trưởng này này. Thiếu gỗ. 3 vệ sinh tất cả các vùng. Thirsty for battle. Cố gắng lên. Lạ thật. Chúng ta có thể sống hòa bình trong một thế giới bất ổn.
Ây da ôi, Hung Nô nó vẫn đông quân lắm. Chẳng qua là nó có thích đánh nhau hay không thôi. Đấy. Ngu gì mà chiến tranh với Hung Nô. Ba cái quân đoàn này mà nó lên nó đánh diệt mấy thằng Slaver kia thì dẹo hết rồi còn gì nhỉ? Sao nó không đánh nhỉ? Chạy à? Ôi bọn này chạy. Trên kia có một đội Hung Nô kìa. Hai quân đoàn của Hung Nô ở phía trên kìa. Nó sắp lên nó giải quyết nốt quý tộc sinh con. Về cái này đã. Cộng một màu mỡ cho tỉnh này. Tăng trưởng trị an. Cộng 3 màu mỡ thủy lợi. Trừ 50 lương thực. Cho phép tuyển linh mục. Chưa cần. Âm lương thực ghê thế. À đây này. Ba thằng khỉ nó đang đứng trên đất của mình, làm sao mà lương thực của mình là âm. Well met. What do you wish of me? I am a priestess of the old ways. Đây à. Ý xây dựng xảo quyệt. To là thiếu mỗi quán quân nữa thôi. Ở đây. Đây mình sẽ tuyển quán quân. Quân phục Slavic, quán quân Slavic. Cuộc chiến giữa các Slaver và Hung Nô có vẻ chưa đến hồi kết. Sao mấy thằng Slaver này nó còn có một tỉnh mà nó đông quân thế nhỉ? Ai chà. Úi dồi ôi, Hung Nô ơi, này Hung Nô. Nó đông thế này, chết mình hả? Cướp hết tài nguyên thu nhập của mình hả? Nhà của mình thành bãi chiến trường cho Hung Nô, nó đi, nó tiêu diệt mấy thằng. Nó giết lốt mấy cái thằng du mục này đi thì để cho mình, nó đi chỗ khác cho mình làm ăn cái. Hung Nô đông thế nhỉ? Trên kia còn mấy quân đoàn nhỉ? Khá nhiều tiền đấy. Cộng 10 với lương thực. Cộng 5, cộng 4, xây thêm một cái ruộng ở đây.
tribe. Cận vệ lãnh chúa. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình hại não thì các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Và có thể nói là các bạn đã nhìn thấy có một vấn đề là rất tuyệt vời. Greetings. Speak plainly and without idle purpose and all will be well. Từ từ á, bắt mình chi ít tiền Ostrogoth 4 tỉnh. Nó kiểm soát khu vực này à? Mình chưa muốn tăng thêm mức độ bất ổn với trò hung nô. Thanh niên này bây giờ rất cần lấy vợ. Greetings. Now speak plainly. The gods will have me. Greetings, friend. Do not waste words. My people are worthy of better. 17 tuổi à? A flapping tongue that. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. 37 tuổi cơ à? Già thế. Speak your speech. Greetings, friend. Come, come, let me. Good and noble friend. Mấy ông đệ đồng minh này đồng khó này. Greetings. Ông con gái à? The gods will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Xấu như thế này. Rõ nắm con gái mà ế chồng. Thôi được rồi.